những hình ảnh này có phép lạ đi chung. Thành ra những ai ước ao có hình ảnh này cũng như cần có hình ảnh này để trong nhà thì hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến tận tay cho quý vị. Một lần nữa, những ai có đủ khả năng thì xin làm ơn gửi tiền lệ phí để chúng tôi gửi đến quý vị. Bao nhiêu cũng được, 1-2 đồng, 5-10 đồng, 5-30 đồng, càng nhiều càng tốt, để cho chúng tôi có phương tiện, có thêm phương tiện để gửi những hồng ân phép lạ này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Và chúng ta có bổn phận phải đồng hành với nhau để thông báo những hồng ân này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Một lần nữa, hình ảnh khuôn mặt Chúa Trời Giêsu có phép lạ đi chung sẽ được đến tận tay tận nhà đồng bào chúng ta, để chúng ta có cuộc sống hiền hòa, vui vẻ trong mọi nghịch cảnh, là bởi vì Cha Trời Giêsu sẽ luôn luôn gìn giữ chúng ta và bảo vệ chúng ta qua khỏi mọi sự khó khăn trong cuộc đời, cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cho những ai ước ao được sự bình an và được sự bảo vệ của Ngài, chỉ cần cầu nguyện cùng Ngài, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngài, cầu nguyện cùng Ngài, Cha Trời Giêsu, Ngài sẽ bảo vệ và sẽ ban bình an cho chúng ta, và sẽ hướng dẫn chúng ta qua khỏi tất cả mỗi khó khăn hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Tôi nói lên đây với tất cả những tấm lòng chân tình và thành thật là bởi vì tôi là một chứng nhân sống. Đồng bào biết là công việc của tôi đương đầu với rất nhiều quyền thế ở thế gian này. Đủ thứ quyền thế, nào là quyền thế của quỷ sa tăng, nào là quyền thế của thế giới tư bản xanh, tư bản đỏ, nào là quyền thế của luật pháp con người, nào là quyền thế của sự âm mưu xảo quyệt, gian xảo, mưu sát, âm mưu vu khống mạ lị, nào là quyền thế phải nói là vật chất, danh vọng, ảo quyền, thế gian xảo, thôi thì đủ thứ quyền thế đã tìm cách đàn áp, tấn công tôi trong công việc hàng ngày. Và kết luận, kết quả là tôi được bình an là bởi vì tôi có sự bảo vệ toàn thời gian của Cha Trời Giêsu đã ban cho tôi. Đó là lý do tại sao mà y sư thánh giống chúng tôi cần san sẻ và gửi đến cho đồng bào về những gì mà tôi được biết và tôi được cảm nhận và được chứng giám và được lãnh nhận, và cũng như chính Cha Trời Giêsu đã bảo tôi phân phát những hồng ân phép lạ này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được có và được biết gấp, và kêu gọi đồng bào những ai biết được phép lạ hồng ân này thì hãy phụ giúp tôi, phụ giúp quý vị thông báo và gửi đến những phép lạ hồng ân vĩ đại này cho đến tận tay mỗi người, mỗi đồng bào, con người chúng ta ở trên khắp quả địa cầu. Và đồng bào cũng đừng quên rằng chúng ta hiện tại có trên dưới, phải nói là trên 7 tỷ người cần biết về hồng ân phép lạ của Cha Trời Giêsu. Đây là hồng ân phép lạ của Cha Trời Giêsu. Hình ảnh này có phép lạ đi chung. Tôi lặp lại, hình ảnh này có phép lạ đi chung. Thành ra đồng bào hãy yên tâm, vững chí, là bởi vì quyền năng của Cha Trời Giêsu đã bao trùm quả địa cầu nói riêng và bao trùm càn khôn nói chung. Vì tất cả quyền năng trên trời và dưới đất, trong cõi càn khôn, Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã trao phó cho Cha Trời Giêsu sau khi Ngài chết đi và sống lại cách nay khoảng 2.000 năm về trước. Kính thưa đồng bào thương mến, một lần nữa tôi nhắc lại,
Những ai ước ao có làn da tươi sáng, khỏe mạnh, săn chắc và vui vẻ thì hãy dùng ABI Number One và giá cả chỉ có $50. $50 tức là chúng tôi bao tiền thuế và tiền gửi. Và những ai mua 2 thì sẽ được tặng 1. Tức là nếu quý vị mua 2 tube ABI Number One kèm trị nám, trị nhăn, trị mụn, trị da sệ, trị da thâm, kem cải lão hoàng độc, đây là ABI Number One, đây là loại kem này. Quý vị mua 2 thì quý vị sẽ được tặng 1. Tiền cước phí thì miễn tính, chúng tôi sẽ trả cho quý vị. Còn nếu quý vị mua 1 thì làm ơn gửi thêm 5 đồng tiền cước phí. Mà những ai mua 2 thì miễn tiền cước phí, mà ngược lại đồng thời được tặng thêm 1 thước ABI thứ 3. Có nghĩa rằng là quý vị được mua giá wholesale nếu mà mua 2 thước, và tiền cước phí thì miễn. Tiền thế chúng tôi sẽ cover cho quý vị. Chưa hết, đồng thời đây là món quà quý nhất hơn cái ABI nó mình quanh nữa. Đó là phép lạ của Chúa Giêsu đi chung với hình ảnh này sẽ được gửi đến tận tay quý vị, tận nhà quý vị. Quý vị muốn hình nào, hình đậm hơn hay là hình này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong khuôn đàng hoàng, trong khuôn đàng hoàng, để quý vị để trong nhà. Có nghĩa rằng là quý vị sẽ được bảo vệ bởi quyền năng của Cha Trời Giêsu. Hãy cầu nguyện với Ngài, với khuôn mặt của Ngài, với hình ảnh của Ngài, thì quý vị và gia đình quý vị sẽ được bình an, sẽ được tai qua nạn khỏi. Hoặc là những ai đang gặp những tai nạn kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt, quý vị đừng lo, quý vị hãy cầu nguyện cùng Cha Trời Giêsu, hãy học hỏi cùng Cha Trời Giêsu. Xin Cha Trời Giêsu ban cho sự bình an và sẽ giải cứu quý vị bởi quyền năng của Cha Trời Giêsu sẽ ban cho quý vị và gia đình quý vị. Quý vị chỉ cần đặt trọn niềm tin và học hỏi cùng Ngài, sống theo những điều chỉ dạy của Ngài, Ngài sẽ ban cho quý vị sự bình an mà người đời không thể ban cho. Quả địa cầu này, thế gian này không thể ban cho quý vị được, mà chỉ có Cha Trời Giêsu mới có quyền năng đó ban cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn. Nên nhớ, những ai làm những gì sai quấy thì hãy chấm dứt, hãy ngưng lại mà sám hối và cậy trông vào hồng ân của Cha Trời Giêsu. Xin Ngài bao che chở, bào chữa cho mình, cứu rỗi mình, thì mình sẽ được bình an và vượt qua tai qua nạn khỏi, bởi tâm hồn mình sẽ được bình an và gia đình con cái mình từ từ sẽ được perform lại bình an trong hồng ân của Cha Trời Giêsu. Một lần nữa tôi nhắc lại, đây là hồng ân vĩ đại của Cha Trời Giêsu, hồng ân vĩ đại của Cha Trời Giêsu. Tôi nhắc lại rõ, đây là hồng ân vĩ đại của Cha Trời Thượng Đế toàn năng ban cho chúng ta qua sự hy sinh của Cha Trời Giêsu. Và Ngài đã tỏ hiện ra trên mây, cảnh báo cho chúng ta được biết là Ngài sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ, để cứu rỗi chúng ta. Và hiện tại Ngài đã trở lại rồi, ở thế giới siêu nhiên, mắt thông thường chúng ta chưa nhìn thấy được, nhưng mà Ngài đã hiện hữu ở tại quả địa cầu rồi. Thưa quý vị, đó là Chúa Thánh Thần đã hiện hữu ở quả địa cầu để chuẩn bị và để sắp xếp cho Ngài giáng lâm trở lại đúng thời hạn để làm việc cứu chúng ta. Đây là hình ảnh mà Ngài đã hiện ra trên mây và người Việt Nam chúng ta đã chụp được khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây. Thưa quý vị,
Ở đây mình không có nói kêu bằng xa vợ gì cả, chúng ta chỉ nói thẳng vào vấn đề. Hình ảnh phép lạ cho Trời Giêsu hiện ra trên mây và hình ảnh sư tử nhà Giuđa hiện ra trên mây. Đây là hình chúng tôi làm màu đỏ đậm. Tuy nhiên hình màu gốc thì quý vị có thể vào trang website để xem xét. Đây là hình ảnh sư tử nhà Chúa, sư tử cha bảo vệ sư tử con đã hiện ra trên mây. Đúng một năm sau khi mà khuôn mặt cha Trời Giêsu hiện ra trên mây thì hình ảnh sư tử nhà Giuđa hiện ra trên mây như thế này, sư tử cha bảo vệ sư tử con. Sách Khải Huyền có nói về phần này, đây là John 5:1, The Lion of Judah. Đồng bào có thể nhìn thấy sư tử cha là Thiên Chúa Giêsu, sư tử con là chúng ta, là con người luôn luôn được Ngài bảo vệ và thương xót bao che cho chúng ta. Cho những ai biết cậy trông vào Ngài, cho những ai ở gần Ngài. Vì thế chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xa lìa Ngài, bởi vì chỉ có Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Ngoài ra không có một đấng nào khác. Một lần nữa, đồng bào có thể vào trang website để xem xét học hỏi về những phép lạ đặc biệt mà cha Trời Giêsu đã cho tỏ hiện ra trên mây. Những phép lạ này vĩ đại vô cùng. Đồng bào nên nhớ là sau khi cha Trời Giêsu thăng thiên về trời, cách này khoảng 2.000 năm về trước, thì đây là hình ảnh mà cha Trời Giêsu đã hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu để cảnh báo cho nhân loại được biết là Ngài sẽ trở lại quả địa cầu đúng thời hạn, không chậm trễ. Và đó là những gì Ngài đã cho tôi biết và Ngài bảo tôi thông báo lại cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được biết gấp. Và Ngài yêu cầu đồng bào nhân loại, những ai biết được những sấm lệnh, những tin mừng vĩ đại này thì hãy cùng tôi thông báo cho nhau, cho tất cả đồng bào nhân loại trên 7 tỷ người trên quả địa cầu được biết gấp. Kính thưa đồng bào thương mến, tiếp sau đây thì chúng tôi xin trang trọng giới thiệu cho đồng bào thêm một y dược phẩm thật là tốt để cho đồng bào có thể dùng đến. Đây là một loại dầu tinh nhuệ, phải nói là nhiều loại dầu trong đây chúng tôi đã dày công nghiên cứu, học hỏi và chúng tôi đã áp dụng cho khách hàng, cho patient của chúng tôi trên 25 năm vừa qua. Và đây là một loại dầu tinh nhuệ, tinh túy, nhiều loại dầu chúng hợp chất lại. Thì loại dầu này chúng ta có thể dùng để trị mụn mủ và cũng như để sát trùng, và nhất là để trị mụn mủ, và đồng thời có thể trị sổ mũi. Ví dụ đang hắt xì sổ mũi, nước mũi chảy lòng thòng vậy nè, quý vị chỉ cần một giọt nhỏ thôi, để vô mũi, hít vô, nhiều lắm là hít 2 lần thôi là bảo đảm sẽ chấm dứt, chặn đứng nước mũi đang chảy ròng ròng, ngưng hắt xì, hắt xì ngưng ngay tức khắc. Chưa hết, ngoài việc trị mụn mủ còn có thể trị bệnh chảy mũi, hắt xì, nhảy mũi rồi chảy mũi, chảy thò lò chảy mũi đó, dị ứng đó. Rồi kế nữa là có thể trị ghẻ ngứa móng chân móng tay, khi mà móng chân móng tay bị fungus. Uống thuốc thì thôi, nó hại gan, hại phổi, nó hại cái bản thể, hại đủ thứ chuyện ở trong trong cái lục phủ ngũ tạng. Thuốc mà đương nhiên trụ sinh thì đương nhiên nó trị bệnh, nhưng mà nó cũng hại cho cái hồng cầu, cho cơ thể mình nhiều lắm. Vì thế, đây là một loại tinh chất của một số tinh túy dầu thiên nhiên.
kết tụ lại có thể trị bệnh fungus, nhất là fungus móng chân, móng tay, mà không sợ bị dị ứng, không sợ bị side effect hại đến đến thận, đến phổi, đến gan. Đây là một loại dầu tinh chất đặc biệt mà chúng tôi lấy tên là Acne Control. Nhưng mà loại dầu tinh túy này có thể trị bệnh fungus, tức là gẻ độc, gẻ ngứa móng chân bị fungus, thì đây là một loại thuốc tốt nhất. Có thể nói là một trong những loại, tôi không biết có loại thuốc nào tốt hơn, tại vì tôi chưa có dịp mà dùng tới. Nhưng mà tôi thấy là chính tôi, bàn chân của tôi bị fungus, bởi vì ngày xưa có lần đi câu, rồi đến một cái dòng sông, mà cái dòng sông đó đã bị thải, chất độc đã thải ra từ những cái hãng xưởng ở gần đó, rồi cái dòng sông nó bị nhiễm độc mà tôi không biết. Tôi bước chân xuống nước khi mà dây gần câu, lưỡi câu bị mắc kẹt ở dưới gốc cây ở dưới nước, thì tôi phải bước xuống để mà tôi gỡ cái lưỡi câu, thì vô ý tôi đã bước xuống nước đã bị nhiễm độc, và từ đó thì bàn chân, móng chân tôi bị giống như là fungus. Uống nhiều thứ thuốc, rồi sức nhiều thứ cam đủ thứ ở trên thị trường hiện đại bây giờ đó, thì nó chỉ giảm thôi, nhưng mà nó không hết, nó cứ trở đi trở lại hoài không bao giờ hết. Cho đến khi tôi bực mình quá thì tôi mới, mình là lương y mà mình trị cho cái fungus móng chân mình nhiều năm không hết, đâm ra mình cũng bực mình. Rốt cuộc là tôi nghiên cứu và tôi thử, tôi xài cái loại thuốc dầu đặc biệt để trị mụn, thì thưa quý vị, tôi nhận được kết quả thành công mỹ mãn. Giờ đây móng chân của tôi đã hết fungus. Đó là lý do tại sao tôi giới thiệu cho đồng hương được biết. Rồi kế đến nữa là tôi hay bị dị ứng hắt xì, nhảy mũi, có những lúc nhảy mũi liên tục mấy chục cái, nhảy mũi đến nỗi mà thí dụ muốn chết luôn à. Rồi nước mũi chảy rong 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 vậy. Rồi cũng uống thuốc, uống hoài, xịt mũi hoài, đâm ra bực mình. Rốt cùng tôi mới nghĩ cách, mình thử, mình hít cái dầu này thử vô coi sao. Mới đầu tôi hít dầu xanh, dầu con ó rồi đó, nhưng mà nóng quá, nóng lên mũi rồi đó. Cái điều mà nó muốn cháy da đó, để mình sức nhiều quá, dầu con ó đó, thì tự nhiên là cái gì sức nhiều quá thì nó sẽ, rốt cuộc rồi mà khi mà mình nhảy mũi, nước mũi chảy như vậy thì cái da mình rất là sensitive. Rồi mình sức dầu xanh nhiều thì đương nhiên nó nóng thì điều nó tróc da luôn á. Thành ra sau này tôi nghĩ cách là sao, nếu mà dầu ngó có thể xài được cho chị bên này bên kia, thì tại sao cái loại tinh dầu mình đang bào chế, mình đang nghiên cứu, mình dùng cho khách hàng, bệnh nhân của mình để trị mụn vân vân, tại sao mình không dùng cho cái bệnh sổ mũi như thế nào? Tôi chỉ guess thôi. Thì một lần kia cách đây cũng khoảng chừng mười mấy năm về trước, lâu rồi, thì tôi mới đưa một giọt lên hít vô. Tôi hít mạnh vô, hít mạnh. Hết nhảy mũi, hết chảy mũi. Thì lúc đó tôi mới biết là dầu này nó quất. Cái tinh chất dầu này rất quất. Đây là 6-7 loại dầu chúng tôi mix lại với nhau để ra một cái loại dầu đặc biệt, là chúng tôi gọi là Acne Control. Có thể trong tương lai chúng tôi dùng một loại tên khác, nhưng mà bây giờ là cái tên đó. Thì đó là một loại tinh dầu đặc biệt mà trong gia đình chúng ta cần phải có để trị mụn, trị nhất là trị mụn mủ, trị mụn mủ và trị gã ngứa móng chân móng tay đó, cái mà fungus đó. Thôi móng tay móng chân bị fungus và đồng thời trị sổ mũi. Đây, nhớ loại thuốc này, Acne Control, trị mụn mủ, trị nhảy mũi và trị fungus móng chân, nhất là móng chân móng tay nhé, và nhất là trị mụn mủ và trị nhảy mũi, nước mũi chảy ròng ròng, dị ứng nhảy mũi. Đây, dầu này đây, thuốc này đây, phải nói là tinh chất dầu, chúng tôi không có dùng chữ thuốc ở đây nhé. Đây là tinh chất dầu. Và đương nhiên đừng quên API number 1, trị nám,
nhăn mụn trĩ thẹo, thẹo mụn để lại, hoặc là thâm thẹo mụn để lại, thâm thẹo đó, hoặc là đi dân nắng nhiều thâm nhé, hoặc là sức kem mà nó không hợp, nó bị dính rồi da mặt nó cháy, nó thâm đó, hãy dùng EPA number one. Từ từ làn da sẽ biến đổi và quý vị sẽ được làn da tươi sáng khỏe mạnh nhé. Rồi đây là kem cải lão hoạt động, ta nói là kem đảm bảo. Thân thương chúng ta hãy nhìn tôi đây, tôi là cũng lớn tuổi rồi, tuổi đời này trở lại quả đi cầu này kỳ này thì sống giờ này cũng lớn tuổi rồi đó. Ở ngoài ta nói đây hàng thứ sáu rồi đó, tức là kể như là hàng thứ sáu bó rồi đó, chứ không phải trẻ trung gì nữa. Nhưng mà nhìn tôi thấy tôi vẫn còn trẻ đúng không? Có những người nói gì gặp tôi nó nhìn ông thấy ông tưởng là ông khoảng chừng 40 mấy 50 là nhiều, làm tôi cũng vui đó. Thì ra là mình nhìn trẻ nhưng mà thực sự mình cũng là hàng sáu rồi đó. Thành ra quý vị cứ nhìn tôi, quý vị sẽ thấy là đó, tôi chỉ dùng ABI number one đó. Và nhảy mũi thì hoặc là mụn mũ thì tôi dùng cái loại dầu tinh túy này, tinh chất này đó. Đây là chỉ có công ty ABI Cosmetic do chúng tôi thành lập để mà giúp đồng hương, đồng bào, nhân loại chúng ta. Những ai ước ao có làn da tươi sáng khỏe mạnh thì hãy dùng ABI năm mình quanh. Và những ai bị nhảy mũi hoặc là bị mụn mũ hoặc là bị fungus tay chân, bị gã ngứa, bị fungus chân móng chân đó, thì hãy dùng cái dầu tinh chất này. Còn những ai mà dân nắng nhiều, xài kem dưỡng da ban ngày có vitamin E, A và C và E đó và C đó để mà chống nắng và dưỡng da ban ngày. Và đương nhiên những ai ước ao có làn da tươi sáng khỏe mạnh, săn chắc vui vẻ thì dùng ABI number one đấy. Giá cả thì rất nhẹ nhàng, cái này $50, tính luôn tiền cước phí, tiền thuế. Và đặc biệt những ai mua 2 thì được tặng 1 nhớ. Chưa hết, được tặng nhạc tĩnh tâm miễn phí và hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung, chúng tôi sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Và đây nhạc tĩnh tâm do chính tôi soạn thảo. Đây là loại nhạc du ngoạn cùng thời gian. Kính thưa đồng hương, đây là loại nhạc du ngoạn cùng thời gian, cũng giống như chúng ta cưỡi ngựa kêu bằng, phải nói mình nói là cưỡi ngựa gió, thần gió đó, tức là xin thượng đế cho mình cưỡi gió, mình bay trên mây, mình đi chơi đó. Rất là thanh thản nhẹ nhàng. Nhạc này do chính y sư thánh giống chúng tôi soạn thảo và rải đàn cử tay. Thế mà có một số người vì hiểu lầm, vì u mê hay là vì bị sa tăng cám dỗ, họ vu khống, họ nói y sư thánh giống chúng tôi dùng xì ke ma túy, dùng á phiện để mà làm những loại nhạc này. Tôi không hiểu những người đó nghĩ cái gì đối với sự suy nghĩ của họ, bởi vì đó là quyền tự do của họ. Nhưng mà đó là những gì mà chúng tôi thấy là rất là sai quấy, bởi vì y sư thánh giống chúng tôi không có dùng ma túy gì cả. Tại vì tôi không có nhậu nhẹt, không có hút sách, ngay cả uống rượu cũng không, cờ bạc cũng không. Tôi bị vu khống mạ lị trên 20 năm nay bởi vì tôi làm việc của Chúa Giêsu trao phó. Thưa đồng hương quý mến, một lần nữa tôi muốn đồng bào nghe cái bài nhạc này đây.
đó là một trong những loại nhạc y sư thánh giống chúng tôi soạn thảo, và chúng tôi đã đoạt giải cá nhân xuất sắc đại hội nhạc trẻ về trường phái sáng tác nhạc tĩnh tâm thiền định. Và đồng thời y sư thánh giống chúng tôi là một y thiền sư và là một lương y, là một y sư nhạc sĩ, thì không thể nào chúng tôi là những người dùng xì ke ma túy hay là nhậu nhạc say sưa. Chúng tôi đã bị vu khống mạ lị trên 20 năm, nhưng chúng tôi luôn luôn được sự bao che và bảo vệ của Cha Trời Giêsu toàn thời gian. Y sư thính giống chúng tôi kính chào tạm biệt và thành thật cảm ơn thời gian, thời giờ quý báu của toàn thể đồng bào.